get your fucking hands up. Ok và chào mọi người đã quay trở lại với channel mình và mình là Khang G đây. Hôm nay chúng ta trở lại với Minecraft Base World. Ta-da. Thì ok, hôm nay chúng ta có tất cả các thành viên của Noob Team trừ Zeno và Noob. Ok. Hello mọi người. Ok, okay chào mọi người. Chào mọi người. Chào mọi người. Tất cả chịu tất cả thì không có đâu anh em ạ. Thì ok. Thì trước khi xem video này anh em đừng quên cho mình một like, một đăng ký và đừng quên là ấn cái chuông kế phần đăng ký và chọn tất cả để không bỏ lỡ video mới nhất từ kênh YouTube nha anh em. Và đừng quên là qua kênh của tất cả anh em vì có Noob Team để ủng hộ Noob Team nha anh em. Ok, và hôm nay chúng ta sẽ vô chơi Bad World thôi anh em ạ. Vô. Okay. Vô. Vô luôn. Ok mọi người, bây giờ chúng ta vô rồi. Ok, mình sẽ chọn team, mình sẽ là team. Hôm nay mình chọn team gì nhỉ? Team trắng đi. Không đi. Thôi team trắng, trắng rồi. Ban chọn cái gì? Thôi ban là chắc là auto random nha. Auto đi. Ok, ban auto okay. Rồi. Rồi. Hỏi H3. Hả? H3 đi. H3 tự chọn màu tím thôi còn gì nữa. Trời ơi. H3 lúc nào mà chọn màu tím? Đúng rồi. Phải hỏi chứ, hỏi mọi người chẳng lẽ hỏi không hỏi mình mà đi kỳ. Chọn màu tím. Đây ok, H3 chọn màu gì? Màu tím. Đây ok rồi, được rồi đấy, được rồi. Đấy. Ok rồi, còn gì nữa? Đây. Ok, bọc giường đã. Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ làm những thứ mình cần làm. Thế mình sẽ qua mid. Ok, mọi người cứ qua mid ra lấy MR Pro lên nha. Trời. Ok. Hãy xem trận nhắc. Này mình có gì vui không nha. Chắc là không cho mọi người ở đâu. Chắc là không cho mọi người ở đâu. Xạo chó, xạo chó. Mình cho nhiều, thường quá. Ờ, cho nhiều quá. Ờ, cho nhiều quá buồn rồi lòng. Sao ta mọi người chán ấy, hiểu không đấy? Nhiều quá, mọi người coi video của em mọi người là chửi, chết nữa. Rồi, nói chung là mình chơi bình thường thôi anh em ạ. Yeah, thật ra là tôi không có chơi bình thường đâu. Cho làm gì? Tìm lại cây cú ấy. Người xem lại không thích, đúng không? Ai cây cú đâu, trời ơi, cứ mở hành đi văn thôi. Chơi game mà không được cây cú, chơi game mà. Chơi game mà. Bạn có cây cú không? Bạn có cây cú không? Không, Vanh cứ bật lùi mà quất rồi. Lại bật lùi, à đúng rồi, chết rồi, đây là cái map riêng đây mà. Vanh có thể chơi bật lùi nhá, cẩn thận đấy. Ui dồi ôi, tạ rồi. Thôi là trước chưa tẩn nha. Chưa tẩn anh Vanh. Chiều thì thôi, Vanh không chơi đâu. Tẩn chưa, tẩn chưa, chắc là tẩn tới già rồi còn gì nữa. Vanh muốn làm quá nữa hả Vanh? Rồi mấy Henny này chắc là cũng qua mít hết rồi kìa anh em ạ. Ôi mình thấy có tìm kiếm. Vanh sợ rồi. Phải sợ chứ anh Vanh. Không sợ sao được. Ây trời ơi. Ui dồi ôi đất ơi. Oh my god. Ở không có gì đâu. Chỉ là Khang ở đúng Khang bay tập bay luôn rồi gì đó. Hợp lý luôn. À, chết rồi. Tập này tập bay là không được. Phải qua đây lẹ mọi người. Không là mọi người kêu qua đập giường mình là toang. Rồi đây. Ok. À, hôm nay không có Zeno anh em ạ. Ui này chỉ có 4 người chơi thôi đây mà cái phòng hơi giờ hôm nay không có Geno hình cơ hay H3 cứ thấy thiếu thiếu. À, thế à? Hiểu rồi. Hôm nay không có Vành. Really nigga. Ok. Ok Vành. Hôm nay ở đây chỉ có Khang thôi, hai Khang lận. Ok. Ok Vành. Đúng rồi. Ok Khang nhá. Ok Khang kia nhá. Khang bên đây đang lướt đồ Khang bay nhá. Ok Khang nhiều R nhá. Ok ok. Ok ok. Ok ok thôi đi đâu. Ok. Rồi bên tím này. Thấy có hình niên tím này. Cái gì tím vậy đây? Tím H3. Có nên qua van không ta? Sao cứ me tím tím là những ra. Có nên qua van nhiều G không ta? À lộn Khang nhiều G chứ lại sao lại van nhiều G. Nhiều G. Trời quên quên nhầm. Ok để mình thực hiện thử thôi. Á à, thanh niên này cũng qua. Ui H3 đang làm cái gì bên đấy, nổ gì đùng đùng bên đấy vậy? Ôi. Phát hiện rồi nha. Mỗi lần mình làm gì đâu phát hiện cái gì trời ơi. Thôi lương lẹo. Chắc lại mua TNT kim cương. Ui nhà tôi đi rồi. À Bicel kìa, Bicel kìa, đánh. Nhà tôi đi rồi đánh nhờ. À thế nhưng lại chết bật lùi kìa. À. Mình có một cái ý tưởng anh em ạ. Sợ rồi. Sợ rồi, banh sợ rồi, không chưa bật lùi nữa đâu. Anh Nina vừa chết bật lùi đấy. Ây mình có một ý tưởng. Đâu Bicel bị lag mà. Nhà này có ai ta? Mà sao đắt cây lại có ai vậy? Của anh, của anh. Á, thế nhiên sao đập thương thôi. Sao đắt cây của ai vậy?
Ti cái mình, cũng núp ti cái mình nha. Từ từ nha. Em có làm gì đâu, trời ơi, em chỉ thấy em hỏi chơi thôi, chứ em đã làm gì. Thôi. Ôi, anh Bixel về nhà ấy, mất giường bây giờ. Ui, có anh điên điện qua anh kìa. Ôi, Bixel rồi. Về nhà. Ơ, tao có màu tím như này vậy, Bixel đâu? Bixel đâu nhở? Màu tím lộ cái giường ra rồi nhá. Không kèm đập tường. Cái gì? À, đây kèm tím không bạn? Ơ, anh thể tha mình ta. Bixel đang về, Bixel về rồi, Bixel về rồi. Về nhà đó. Mời về, gán vào giường, cái giường nhá. Ui. Nè, đố anh bắt được em. Đố anh bắt được em. À, dám. Đố anh bắt được em. Dám chơi. Bắt được em. Rồi sao. Ê, cái gì ấy? Anh đang kia, trời ơi, 20 MR của tôi. Ủa, có MR à? Ôi giời. Toàn rồi. Có MR rồi mà. Thế bảo sướng để anh tha. Được quá nhỉ. Ôi, cái này đập chậm quá đây mà. Ôi, không được, được rồi. Thôi, ta đổi đối thủ ở đây mà. Nói đó. Bị ẩn xíu anh, nhỉ. Thì game là phải giải trí vui vẻ với nhau. Cái gì không biết. Con lủng lỗ nữa. Ôi, ai quăng kim cương giấu kính nhỉ. Kim cương của tôi giấu. Ngon rồi, được rồi, thôi chơm luôn. Nhặt được túi rơi, tạm thời bỏ túi anh em ạ. Nếu ai có hỏi, nói là của tôi. Cái gì nhờ, kim cương mình đã giấu ở góc đấy, thế nhưng vẫn nhìn thấy chứ. Hồng, hoa hồng lam tính của ai đây? À, ok, à, ok. À, cái gì mà. Ai, trời ơi, biết tới đập rừng tím đi, cho tím thua đi. Tím tím thua. Lại thôi, đây tôi hát bao bao tặng cho. Lại cái gì đây, thanh nghe đừng có ẩu nha. Ôi, không hề bọc giường luôn. Ây. Ôi, come here baby. Anh đi nào không hề bọc giường ở đây. Ui. Thôi lại hát bao bao. Bye bye. Ôi, núp đi. Cái này dễ mà. Lại nha, Pixel đang nhà hát bao đấy. Cái này dễ né mà. Thôi Bixel ơi, H3 bọc giường cho Bixel nè, đừng nói. Bắt bài. H3 không vừa đâu, đây, Bixel thấy giường H3 rồi này. Ê, thấy giường của bạn này. À đi. Ây, trời ơi. Bọc... Đâu. Cái gì đó? Té rồi. Gì vậy? Té rồi. Cay quá, sáu cùng em rồi. H3 về đi. H3 bọc giường cho Bixel luôn rồi đấy, trời ơi. What the hell? Gì mà bọc giường cho Bixel? What the hell? Nào, kim cương của tôi này, tôi sang nhà tôi lấy kim cương ra, tôi đập giường bây giờ. Đây, trả kim cương rồi. Mày biết kim cương là bị gơi anh Niên. Ui, phải đó tiện mình làm mất hết kim cương luôn em ạ. Cay đấy nhỉ. Biết thế luôn đi vậy. Thôi, nói chung là cũng còn lại, có lại 4 cục anh em ạ, không sao. Này, anh đập giường nát giường anh rồi nha. Kim cương này hát ba. Thôi, anh ở nhà rồi, anh ngủ rồi. Ngủ gì mà ngủ. Ngồi gì sớm. À, có cái giường mà mất giường mà ngủ gì nữa. Người ta còn giường người ta ngủ, ông mất rồi ông rồi ngủ. Chịu luôn. Ai, ôi, ai, 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 chết đi, chết đi. Ôi, hắn đi phải đấy, ôi. Ôi, đánh lén này. Đánh lén à. Không thắng nhờ, buồn thế. Lén không thắng nhờ, buồn. Dám chơi đánh lén. Ok, quả này là sang đập giường luôn giờ chứ. Cái gì đâu qua đây? À, không. Mất giường rồi. Anh không dám đi đâu đâu mà, tầm này anh không dám đi đâu đâu mà. Ơi, đáp ơi, học đen này. Hết thì qua đây là giường đi, xem ai chết trước. Ok. Đấy, gì đang ok vậy, khang cái gì ok rồi. Vậy thôi, đâu, hát báo bào khang đâu, ok cái gì, lộn rồi. Ôi, anh đi hát bài làm gì vậy? Ôi, đang nghịch mấy trái TNT thôi chứ có làm gì đâu. Rồi, hát bà. Hả? Ôi sao đi nè, mất. Không để gì nhỉ? Cái gì đây? Cái gì đây? Sao lại bỏ mặt tôi đấy? Dí mình đi nè, trời dí được dí nè. Trời nha, đi giờ. Này, hát được, hát ba dí khen được ấy. Cái gì đây? Hát đấy, dí đi. Cái gì đây? Chạy gì đâu? Dí đi. Cái gì đấy? Bye bye. Ui, chặn được rồi. Ôi, cái gì đấy? Bị lừa rồi. Ôi, xong rồi, ôi, mất giường rồi, thôi. Trời ơi, mất cái giường rồi, cái gì đấy? Thôi nói chung là cho cái đường chạy đấy, chạy đi. Ok, qua nhà anh. Giờ lại để cho giết nhau à? Giết đi. Ok á. Để tăng cơ hội thua cho mình lên này. Đâu thua đâu.
Để mình rồi lên tí đồ kiếm thanh niên văn. Bạn quá trời bạn bảo hát ban nay lên trình đấy. Cái thứ thế á? Ôi sao cứ ở đây đấy, đi vợ ơi. Thôi không cần. Thôi thả hát ban. Đấy, ban này hát ban nguyên cây kim cương trên người đấy. Ai là tha ai hả? Chắc chưa muốn quay lại không? Này quay lại. Đó, này đi thôi, đi rồi thì quay lại làm gì nữa, đi luôn đi chứ. Phải ngoảnh đầu lại nhìn chứ. Đâu rồi, ủa Văn đâu nhờ? Tôi tưởng Văn rip ai Văn đang còn. Im nhà rồi, nâng cấp nhà rồi, Văn nâng cấp Bắc Châu rồi, viết thừa kiểu của Văn rồi. Viết thừa, anh niên chắc giờ trong túi cũng có một cây cao đốc bát rồi. Chắc luôn, bật lùi chắc luôn. Đúng không Văn? Không. Nào. Thì chơi kiểu đấy. À, không chơi kiểu đấy à, chứ chơi kiểu này. À. Đây, ui, đỡ hết, đỡ hết nha. Dầm ba chiêu trò của Văn em bắt hết rồi. Trời ơi, giờ không có gì của Văn mẹ em không biết. Ơ, rồi cái này không biết thật. Oh my god. Rồi đây, Văn đối với được em. Ôi, ông nhảy lên trên rồi. Đứng lại, Văn kia. Đứng lại. Trời ơi, ông chơi uống nước tàn hình, trời ơi. Trời chứ tình người gửi. Ôi đây biết ngay. Ôi phải bỏ chạy bỏ. Ủa đâu rồi? Ủa rồi? Ôi trời ơi. Thôi tao nào né vô đi. Ôi bye. Ôi no. Ôi xem tay ơi. Bà lại đây. Ôi à. Ui hình quá còn sống. Đứng lại. Bắn kìa. Ê làm gì đây? Ui kiếm cương à. Ui sao quá. Văn có kiếm cương có cao đốc bát nha mọi người, cẩn thận. Oh my god. Đây Văn qua đây solo như hai người đàn ông nào. Đừng như thế. Ây da. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. À đất đây là xong rồi. Đây, ui anh. Ui trời ơi. Ôi toàn rồi. Nhà bách một tí quá. Hay quá. Đi Văn đi rồi nha. Good job. Trời ơi. Ơi gì đây, thanh niên bị xe làm gì đây? Ôi. Hay trời ơi. Mắt cái giường rồi, hai mắt. Ui. Tính ra hai niên này. Ủa? Lục, ơi, bị xe còn giường. Ủa, mình cứ tưởng mình đập rồi chứ nhờ. Chơi cả bài mà thấy Bách buồn cười thật sự. Thanh niên này. Còn cứ tưởng mình đập rồi. Thì kia sang đập giường của mình chứ. Ui, toang rồi. Mình đập giường cho luôn rồi, vẫn không biết. Ai rồi cũng phải toan thôi. Ê ra nha, đập giường ơi, đừng có đi ra nha, đập giường nha, đi vào mắt giường. Ê. Hay mắt quá giường. Luôn, mắt luôn. Cái gì? Này, mắt này, giường. Này, ui, này thì đi luôn rồi. Thế kia làm nhiều đồ thế nhờ. Cái này công chứ. Ôi, hát ba giờ nhiều đồ lắm, kim cương anh chen các thứ rồi. Đúng rồi, năng mát hết rồi. Ui, mình còn chưa được cái giáp kim cương đây này. Thôi tay rồi. Không gì, thôi, kem này cho hát ba xin. Thôi phải sử dụng skill rồi. Kiểu vậy làm gì. Thật ra mọi người vẫn chưa biết được em có một skill rất là bá đạo. Đâu sao mà em hát ba xem thử nào. Ở đây qua đây hát ba qua đây này. Ờ tiếng khang ở đâu nhở? À bên này à. À bên này à. Gì đấy? Ôi đi qua nhà mình à. Oh no. Ôi, em xin cái giường. Ôi, chết rồi. Ây, chưa gây. Oh, ôi, no. Xin cái giường nha. No. Ui, tại rồi. Rồi, quay. Rồi, thách đi của chúng tôi lên kim cường thôi. Em xin rồi. Hát ba lên trình thật rồi, mọi người ạ. Oh, no. Lên trình chứ, chơi mãi mà lên trình chứ. Banh bật lùi, banh bị bật lùi. Banh bị bật lùi rồi. Ôi giờ hay đây. Qua đây. Ôi nguy hiểm. Ôi nguy hiểm đánh nhau ở đây không được. Trời ra chỗ nào nó bằng phẳng tí đánh nhau cho nó đúng chứ. Ok. Nào cho lên cái nào, dí này sao lên. Này khách dí được khang. Qua đây, dí này. Từ từ mua block cái hết block rồi. Ok, dí đi. Rồi dí được mình đi. Đây, tới liền. Come here baby. Đây. Come here. Qua đây. Lại đây. Đây sao luôn này. Ôi, nó đây. Sợ thế nhờ. Sao lại quẹo đường đó he. Anh này Ê anh nên cầm cái gì đấy? Cái kéo thôi chứ có cái gì đâu. Ui rồi ơi. Kéo à? À kéo. Đi cứ gõ. Kéo à. Ui. Ôi rồi.
Anh đi bị ảo giác à. Cái đường như thế mà không thấy anh em à. À, đến đây không thấy thật này, đứng ở đây không thấy thật. Thấy cái lỗ rồi, định nhảy qua, ai ngờ không nghĩ tới chuyện thanh niên đặt block à. Cứu thật sự chứ. Thế mà lại thua. Trời ơi, dễ nhưng mà không biết anh em à. Thua luôn. Ok luôn à, đây. Thôi thôi, xong mình sao ta à. Hình như là nút tim của mình á là chưa có ai biết về cháp nhiều nên là mọi người không có nhận ra được mấy cái cháp đơn giản này. Thật ra những cái cháp này nó rất là đơn giản rồi. Đối với những người mà chơi PUBG lâu nha em ấy thì những cái cháp này là nó rất là đơn giản luôn á thề. Chỉ cần nhìn một phát thôi là ra hết rồi. Ra mười đầu tính ra H3 mới nhìn thấy cái cháp đấy đầu tiên thôi. Mình cho Bixel, Van, H3 đều là những cái cháp rất là đơn giản luôn mà không ai nhận ra hết em ạ. Ui rồi. Chắc là hôm sau mình phải luyện cho mấy thanh niên này chứ không mấy thanh niên này mà chơi mấy cái phòng này chơi mấy người bình thường ấy. Mấy thanh niên trong Bad World này cũng biết làm cháp hết đó nha, mọi người cẩn thận đấy. Đấy, thì ok, nếu mà hết video đừng quên cho mình một like và đăng ký và đừng quên là ấn cái chuông kế phần đăng ký và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất từ kênh YouTube mình nha anh em. Và đừng quên là qua kênh của tất cả thành viên của nút team để ủng hộ nút team nha. Và đừng quên là đặt những thách bên dưới hoặc là muốn mình cho nay thì đừng quên là comment bên dưới nha. Thì ok, cái này các bạn đặt cửa thách cho chứ không phải là do em đâu nha mọi người. Thì ok. Còn bây giờ hẹn gặp lại lần sau. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.